Chào các bạn, đây là phiên dịch viên VKT và đây là phiên dịch viên Kha Nguyễn. Các bạn thấy là hôm nay là một cái buổi hội thảo rất là lớn và gồm có 4 cái phiên họp song song, nó gọi là breakout sessions. Thì trong một phiên họp lớn đó là của ESG mà chúng ta sẽ không phải nói chuyện về lý thuyết nữa mà là diễn dịch những cái chương trình hành động thành những cái hành động cụ thể. Do đó, đội ngũ phiên dịch viên này có đây từng phòng một sẽ có những biện pháp cụ thể, chẳng hạn như phòng tôi làm là về circular economy, là những biện pháp để chúng ta có thể diễn dịch những cái khái niệm, những cái hành động về kinh tế tuần hoàn thành những cái hành động cụ thể trong các doanh nghiệp. Đằng sau mỗi cánh cửa dẫn vào khán phòng là một dịp để đội ngũ phiên dịch viên tìm hiểu những kiến thức mới, gặp gỡ những con người mới, những chuyên gia, những câu chuyện thú vị, những câu chuyện liên quan tới những hành động mà chúng ta sẽ thấy đâu đó ngoài xã hội. Và do đó đội ngũ phiên dịch viên chúng tôi cảm thấy rất là vui và biết ơn vì đã được khách hàng tin tưởng lựa chọn trong những sự kiện lớn của khách hàng. Và nếu các bạn là khách hàng đang tìm hiểu đội ngũ phiên dịch viên nào tin cậy thì đây, chúng tôi chính là đội ngũ đáng tin cậy của các bạn. Phiên dịch viên by AKT và phiên dịch viên Kha Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp các bạn.